Anh là một võ sĩ chuyên nghiệp người Cuba với các danh hiệu đạt được để khẳng định vị thế ở quốc nội, như tấm huy chương vàng quốc gia 2006 ở hạng cân 91kg. Trở thành võ sĩ chuyên nghiệp vào đêm 16 tháng 2 năm 2010, thời điểm anh hạ knock out kỹ thuật đối thủ người Mỹ Lama Davis ở hiệp đầu tiên. Trước khi thiết lập kỷ lục 30 trận thắng liên tiếp, anh là Luis Ortiz với nickname là King Kong. Sau khi thiết lập chuỗi thắng trận để thống trị quyền Anh hạng nặng ở khu vực châu Mỹ Latin trong vòng 4 năm rưỡi, Luis Ortiz mới thật sự có trận đấu lớn để hướng đến danh hiệu vô địch thế giới lần đầu tiên khi được Boxing Sense thông báo đủ điều kiện tranh chức vô địch hạng nặng tạm thời của WBA còn bỏ trống với đối thủ bất bại Latif Kajot. Vào đêm 11 tháng 9 năm 2014 tại chỗ đài Hard Rock ở Las Vegas, Luis Ortiz hạ gục Latif Kajot ở hiệp đầu tiên sau 15 cú ra đòn chính xác để trở thành nhà vô địch hạng nặng tạm thời của WBA. Tuy nhiên, võ sĩ người Cuba sau đó đã thử nghiệm dương tính với chất cấm, chẳng những bị tước danh hiệu vô địch tạm thời của WBA mà Luis Ortiz còn bị cấm thi đấu 9 tháng. Luis Ortiz trở lại sau án phạt và tiếp tục có chiến thắng trên võ đài khi hạ knock out kỹ thuật võ sĩ người Mỹ Byron Bolly vào đêm 20 tháng 6 năm 2015 tại Canada. Trận đấu được xem như bước khởi động làm nóng cho cuộc so găng lần thứ hai tranh chức vô địch hạng nặng tạm thời của WBA. Đêm 17 tháng 10 năm 2015 tại chỗ đài Madison Square Garden ở thành phố New York của nước Mỹ, thời điểm giới hâm mộ chứng kiến Luis Ortiz lần thứ hai trở thành nhà vô địch hạng nặng tạm thời của WBA khi hạ võ sĩ người Argentina Matias Vierondo ở hiệp đấu thứ ba. Võ sĩ người Cuba bảo vệ thành công danh hiệu vô địch hạng nặng tạm thời của WBA vào đêm 19 tháng 12 năm 2015 khi hạ knock out kỹ thuật Grant Jennings ở hiệp đấu thứ bảy với một cú đánh từ trên xuống bên trái. Sau trận thắng này, Luis Ortiz chính thức lên tiếng thách thức Deontay Wilder, Tyson Fury và anh em nhà Lisco. Việc trở thành võ sĩ đầu tiên hạ được Grant Jennings, Luis Ortiz thiết lập thành tích của mình lên 24 trận thắng liên tiếp, trong đó có 21 trận thắng knock out. Đồng thời anh được WBA xếp ở vị trí số 1. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2016, những nhà tổ chức thông báo rằng Luis Ortiz sẽ bảo vệ danh hiệu WBA tạm thời của mình trước lão tướng Tony Thompson tại Washington vào đêm 5 tháng 3. Nhưng đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, WBA thông báo rằng trận đấu giữa Luis Ortiz và Tony Thompson không đủ điều kiện để tranh danh hiệu tạm thời của WBA nữa, vì lúc đó Tony Thompson nằm ngoài top 15 của WBA sau khi anh thua 3 trong tổng số 5 trận gần nhất. Cũng vì lý do này mà Luis Ortiz đã mất đi cơ hội lần đầu tiên vô địch thế giới trong đêm mà anh 3 lần hạ knock out Tony Thompson trước khi trọng tài Malik Walid quyết định kết thúc trận đấu trước dự kiến để bảo vệ sức khỏe cho Tony Thompson. Sau khi mất cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới vì đối thủ Tony Thompson không nằm trong top 15 của WBA, Luis Ortiz tiếp tục kéo dài chuỗi thắng trận lên con số 28, đồng thời trở thành nhà vô địch hạng nặng liên lục địa của WBA khi thắng điểm Malik Scott tại Monaco vào đêm 12 tháng 11 năm 2016. Thậm chí chưa đầy một tháng sau thì Luis Ortiz có trận thắng thứ 29 khi hạ knock out kỹ thuật David Orland ở hiệp đấu thứ 7 tại Manchester Arena. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Luis Ortiz bị xác định dương tính với chất cấm do VIDA thực hiện. Đây là một trong những việc làm để đảm bảo tính minh bạch cho cuộc so găng giữa Deontay Wilder và Luis Ortiz. Vì vậy, vào ngày 4 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quyền Anh Thế giới quyết định hủy bỏ cuộc so găng giữa Wilder và Ortiz, đồng thời chỉ định Wilder phải so găng với đối thủ thách thức bắt buộc là Berman Stever. Đến ngày 2 tháng 11, WBA chính thức cấm Ortiz thượng đài một năm và ngay lập tức loại võ sĩ người Cuba ra khỏi bảng xếp hạng của WBA. Giải thích về lệnh cấm này, Chủ tịch WBA Roberto Mendoza tuyên bố rằng do Luis Ortiz từng vi phạm nhiều lần, mà gần nhất là vào năm 2014. Một phán quyết cuối cùng đã được Hội đồng quyền Anh Thế giới đưa ra vào ngày 30 tháng 11, phạt Luis Ortiz $25,000. Và cũng với hình phạt tài chính này mà võ sĩ người Cuba vẫn được duy trì trên bảng xếp hạng của WBC. Sau án phạt của WBA, Luis Ortiz trở lại võ đài chuyên nghiệp. Và trong lần thượng đài thứ 30 của mình, võ sĩ người Cuba đã hạ knock out Daniel Mas ở hiệp thứ 2 vào đêm 8 tháng 12 năm 2017 ở Miami. Sau khi hạ gục Daniel Mas, Luis Ortiz đã gọi Deontay Wilder và cuộc đàm phán mới được sắp xếp lại. Đến ngày 12 tháng Giêng năm 2018, các điều khoản đã được thống nhất cho cuộc so găng giữa Deontay Wilder và Luis Ortiz sẽ được diễn ra vào đêm 3 tháng 3 năm 2018 tại trung tâm Barclays ở thành phố New York
với 2.100.000 USD cho Deontay Wilder và 500.000 USD cho Luis Ortiz. Trước đám đông khoảng 15.000 người, cả hai võ sĩ bất bại nhập cuộc thận trọng, với Luis Ortiz cố gắng trong 4 hiệp đầu. Deontay Wilder bắt đầu nắm quyền kiểm soát ở hiệp đấu thứ 5. Tuy nhiên, võ sĩ người Cuba bất ngờ phản đòn ở hiệp đấu thứ 7. Với những cú đấm chính xác của mình, Luis Ortiz quyết tâm áp sát với những pha liên hoàn, khiến cho nhà đương kim vô địch thế giới Deontay Wilder loạng choạng trên võ đài và may mắn được giải nguy khi hiệp đấu thứ 7 không còn thời gian. Một hiệp đấu tuyệt vời của võ sĩ người Cuba Luis Ortiz khi cả ba vị giám khảo đều cho anh 10 điểm so với 8 điểm mà Deontay Wilder nhận được. Luis Ortiz tiếp tục chủ động ở hiệp đấu thứ 8 và thứ 9, nhưng Deontay Wilder đã thành công trong việc di chuyển tránh đối thủ áp sát, đồng thời có được đòn đánh tay phải chính xác ở cuối hiệp 9 để tạo đà cho những đòn quyết định ở hiệp đấu thứ 10. Đáng chú ý là đòn móc của Wilder khi hiệp đấu thứ 10 còn 58 giây đã kết liễu tham vọng vô địch thế giới của King Kong, buộc trọng tài David Fields phải can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ người Cuba. Nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, Luis Ortiz cũng đưa ra suy nghĩ của mình rằng: "Tôi đã nhận được một đòn tay phải, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn lắng nghe được những chỉ dẫn mà ban huấn luyện của tôi đưa ra ở góc đài. Trong môn thể thao này, bất cứ cú đấm nào cũng có thể kết thúc một trận đấu. Đó là một cuộc so găng tuyệt vời và tôi đã chơi tốt." Còn Deontay Wilder thì chia sẻ rằng: "Một nhà vô địch thật sự luôn tìm cách quay trở lại và đó là những gì tôi đã làm tối nay. Luis Ortiz chắc chắn là một kẻ xảo quyệt, anh ấy đã chiến đấu tuyệt vời. Tôi đã cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm mọi thứ trên võ đài. Dù thua, nhưng anh ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu. Anh ấy đã cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời." Gần 5 tháng sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp nhà nghề, Luis Ortiz trở lại võ đài vào đêm 28 tháng 7 năm 2018. Và với những cú móc phải cùng những cú đấm mạnh bằng tay trái vào đầu, anh đã hạ knock out kỹ thuật cựu thách thức danh hiệu thế giới Ravan Kosanu ở hiệp đấu thứ 2 tại võ đài ở trung tâm Sapporo thuộc thành phố Los Angeles. Tìm lại hương vị chiến thắng, Luis Ortiz tuyên bố sau trận đấu rằng: "Tôi muốn so găng với Anthony Joshua, nhưng anh ta chỉ đấu với võ sĩ mà anh ta chắc chắn có thể đánh bại. Tôi sẽ yêu cầu chính phủ đưa tôi vào diện khuyết tật. Có lẽ lúc đó Anthony Joshua mới đấu với tôi. Tôi sẽ không né tránh bất kỳ thử thách nào. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới." Luis Ortiz liên hệ với Dillian White và cả hai muốn so găng với nhau nhưng lại không đạt được địa điểm tổ chức. Nếu Ortiz đề nghị thượng đài tại Mỹ vào đầu tháng 12 năm 2018, thì Dillian White lại yêu cầu thượng đài ở London vào ngày 22 tháng 12. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2018, quản lý của Ortiz Jay Simonez thông báo đạt được thỏa thuận với Jewis Kalman, một thỏa thuận đạt được rằng Ortiz sẽ nhận 375.000 USD so với 125.000 USD của Kalman. Vào đêm 1 tháng 12 năm 2018, Luis Ortiz với những đòn tay trái mạnh mẽ đã hạ gục Kalman 3 lần trước khi trọng tài Thomas Turner buộc phải can thiệp và ra hiệu cho Luis Ortiz thắng knock out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 10. Trận đấu mà Luis Ortiz có đến 69 cú đấm chạm vào người của đối thủ so với 37 cú đấm của Kalman. Sau trận đấu, Luis Ortiz tuyên bố tìm kiếm Deontay Wilder, nhưng võ sĩ người Anh Joe Joyce lên tiếng thách đấu với Ortiz. Dù chấp nhận so găng với Joe Joyce, nhưng Luis Ortiz sau đó được thông báo sẽ so găng với ứng viên nặng ký người Đức Christian Hammer vào ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại trung tâm Barclays ở New York. Luis Ortiz tuyên bố mục tiêu của anh là trở thành một nhà vô địch thế giới và trận đấu với Christian Hammer vẫn sẽ là duy trì hoạt động và dọn dẹp phần còn lại của sư đoàn. Sự tự tin của Luis Ortiz đã làm cho trận ra mắt tại Mỹ của Hammer trở thành một thất bại, dù võ sĩ người Đức không ít lần tung ra những đòn đấm nguy hiểm đối với võ sĩ người Cuba. Dù không thể tung ra đòn quyết định, nhưng Luis Ortiz đã được ban giám khảo đánh giá cao khi đưa ra số điểm cuối cùng là 199 và 99 so với 90, 91 và 91 của Christian Hammer.